Đường này ở bên đây đúng không? Đúng. Đi từ từ nhé. Ồ, ừ. Nâu không đấy. Đi không? À. Mọi lần đi nâu có khóc không? Một cây chuối. Úi dồi, ra tận đây đi. Bảo nó ở đây. Bảo nô là ở đây nha. Bảo như thế. Bảo đi. Bảo nô là ở đây. Không xuống đây. Nhớ tới chưa? Đi. Đi lấy nước và về luôn. Lần nào cũng đi đường này à? Vâng. Đấy, nô khắp rồi. Đi nhanh còn về. Ở trên nhà có anh Caramel ở trên nhà rồi các bác. Em Dương mến chào tất cả các bác. Tiếp tục đến với video tiếp theo trên kênh A Thám. Hiện tại đang cùng với Tủa lấy nước. Rửa cái này chưa? Rửa rồi. Bé bé thì là hai cái này, còn chắc là bà hộ là lấy cái can to đúng không? Đúng. Ừ. Rửa cái đấy nữa, rửa một lần nữa. Cậu bé 11 tuổi nhà, tuổi nhà? Tuổi. 11 tuổi đúng không? Đúng. Ừ, 11 tuổi. Phải nuôi đứa em gần 2 tuổi nữa, hơn 1 tuổi. Đấy. Rửa chân rửa tay đi, rửa mặt nữa. Tối về thay cái quần này nhá. Ừ. Hôm qua chú, hôm kia chú lấy quần áo cho rồi đúng không? Đúng. Được chưa? Được. Rồi đi. Lấy được không? Được. Được, không được thì cho chú hộ. Được nhỉ. Đấy. Quá nhẹ. Ôi dồi ôi. Nâu khóc to lắm rồi đấy. Kể đi em ơi. Cứ để ở đấy đi. Cứ để ở đấy. Hơi dốc đấy. Mà nha. Ừ. Đây được chú cho. Chú hộ cái này. Được chú hộ cái này. Đấy, thả đi. Được rồi. Đi. Ây da.
Lại khóc rồi. Hả? À, khóc gì? Đưa nước về đây. Cho chú lấy cho. Đấy. Xong là bé nô. Ích nhau một tí là khóc. Thế này là tuổi đi học là khóc suốt ngày đấy. Để đâu? Ở đây. Ở đây nhá. Mở cửa này đi, tụi ạ. Mở cửa này đi. Tối quá. Nào, không bịt. Đây là đá nhiều quá các bạn. Đấy, biết cuối nhà rồi. Đi học cô giáo có bảo quét nhà không? Dạ, có. À, có bảo à? Dạ. Ừ. Đây, ngày nào cũng phải quét nhá. À, lại có điện rồi. Có phải có người đi sửa không? Lại có điện rồi. Có rồi. Có rồi. Có cái kinh hot rát không? Không có. Không có à? Không có thì hot vào đâu. Có cua không? Một chất học chỉ mua. Tôi tắt lâu dậy cho đi. Đấy, em Dương cũng muốn hộ nhưng mà đây là chia sẻ cái cuộc sống thực tế của hai cháu cho các bác biết đến. Mất tí lực, tay dạ. Nè, đưa về đây, chú hộ cho. Bụi quá. Biết quét rồi, nhìn là biết rồi. Đấy. Bước bên kia nhé. Ừ. Ừ. Đá nhiều quá, tụi ạ.
Buổi sám là quê nhạt nha. Ừ. Quê nhà xong đi chơi thì đi nhá. Ừ. Đi chơi gần thôi nhá. Nào nào nào, không nghe không nghe. Nào đưa 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 nó đi. Thì nghịch đất quá. Không nghịch nha. Không nghịch không nghịch. Vừa ở đâu? Ừ, vừa đây. Hết rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi. Ở đây là một số quần áo của các cô, nhưng mà quần áo của mùa đông các bác, còn của mùa hè thì hôm trước anh Bình cũng có mua vài bộ cho hai cháu rồi. Đấy. Không cho bé nghịch. Ôi trời ơi, bé sao lại như thế? Đau không? Hả? Đường rồi, không đau rồi. Đi không nhìn đường luôn. Ngu là hết rồi đúng không? Đâu. Hết luôn rồi. Còn một ít gậm. Gậm này thì cần ăn đủ ăn khoảng 3-4 bữa đấy. Đấy. Không nghịch nữa. Ở nhà cố gắng trông hai em nhá. À, cố gắng trông em trai nhá. Ừ. Xong mai không được đi chơi ở đâu nhá. Đây đây đây, chú quạt cho. Đổi cái mũ đấy. Này, nóng đúng không? Ta ta. Ở nhà xong mai không đi chơi. Xong chú về. Mai chú ra đây. Nhá. Ừ, một từ à? Ừ. Nóng quá các bạn ạ. Chú về nhá. Đây, bây giờ là sẽ đi về các bác ạ. Cái thời tiết hơi nóng. Tôi nhờ cố gắng để truyền tải được những thức pin lên cho các bác. Đi như này ra đêm hết rồi các bác nhé. Đây có phải đất nhà tủa không? Nhưng mà theo như em Dương biết là cái phần trồng sáng ở bên kia là phải. Ở đây có mấy con dê rất đẹp này. Đây cái thời tiết thì nắm từ sáng đến tối luôn các bác nhé. Cái chìa khóa đâu? Quá nóng.
bên này cũng có hàng xóm này. Bên này có một nhà ở trên này thôi. Đi, anh em mình đi. Về đi đến nhà phải tối các bạn ạ. Đường này ở đây rất hẹp. Ngoài kia thì đổ bê tông 1 mét đi các bác. Đổ 1 mét đi. Đi hơi khó một tí, nếu mà 2 xe là hơi khó. Bà con chưa trồng ngô luôn các bác nha. Ngô không thể lớn được à, nóng quá. Theo mùa thì bây giờ ngô là phải được gần được thu hoạch rồi đấy. Nhưng mà năm nay bà con ở trên huyện Mèo Vạc này thì hầu như khu nào cũng không trồng được. Ui dồi ôi. Các bác ạ, hiện tại thì về đến chợ tỉnh Khao Vai. Đấy, các bác thấy tích tích ngoài kia, bên kia có con đường nhỏ nhỏ, trong kia là bế tủa và bế nô là ở tích trong kia các bác nhé. Đấy, chợ tỉnh Khao Vai thì cũng có rất nhiều truyền thuyết về chợ tỉnh. Và hai họt vào ngày 27 tháng 3, chính thức là ngày 25 các bác ạ. Năm nay thì cũng họt, còn 2 năm qua thì do dịch Covid nên là nghỉ. Năm nay không biết là có cô bác nào lên trên này để du xuân, du chơi ở trên này không. Đấy, chợ tỉnh Khao Vai thì bắt nguồn truyền thuyết về từ truyền thuyết Tràng Bom nàng cô Út, dân tộc Nùng ở Khao Vai nên là dưới này các bác. Đấy, Tràng Bom thì hát hai thổi sáo giỏi này, nhưng mà nhà nghèo các bác nhé. Con Út xinh đẹp là một con của tộc trưởng người Giấy. Hai người yêu nhau, gia đình cô Út không đồng ý vì chàng trai nghèo. Em giờ cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Còn ở trên kia thì có cái khu nhà của Tràng Bom nàng Út các bác ạ. Đây có những cái cài rất đẹp luôn, cho các bác ngắm cảnh. Đấy, bây giờ gần tối rồi. Ở đây thì ngày lễ người ta sẽ có lễ cúng miếu ông miếu bà. Lúc mà họ thì cả năm có rất nhiều cô bác thấy miếu ông miếu bà rồi. Đấy, tuy nhiên là khu du lịch này cũng thu hút rất nhiều khách các bác nhé.
Dưới này là nho quế ba. Dưới này cả năm sau này là cũng sẽ đi du thuyền này. Bây giờ cũng có rồi các bác ạ. Tích dưới kia. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp như trong tranh luôn. Đấy. Cảnh gần tối. Năm nay mà các bác đếm chơi chợ tình thì cả năm là sẽ biết được chợ tình như nào. Đấy, các bác nhìn dưới này thì những mảnh nương của bà con không bao giờ trồng được ngô, trồng xong lại chết hết. Chợ chính thức là ở dưới này các bác nhé, còn là phía trên kia là phía người ta sẽ tục tật diễn văn nghệ. Có nghĩa là người ta sẽ đóng lại tràng ban nào úp gửi trên trên kia. Đi qua đường này một tí trên. Đấy. Các bác nhìn đường đẹp chưa? Siêu đẹp luôn. Bên kia là bên Cao Bàm rồi. Đấy, bên xá Đức Hạnh. Đức Hạnh của bên Cao Bàm. Đá với đá rồi. Đi nhà Tủa Nâu xa đấy các bác. Này chỉ cho các bác xem con đường. Tích trồng kia kìa. Đấy, bên kia có cái đường nhỏ nhỏ. Đấy, vòng đi đó sao. Đấy, xa như thế cơ mà. Mỗi ngày đi thì phải về tối các bác ạ. Tắt hết mồ hôi. Bây giờ không nóng mấy. Giờ trưa trưa là nóng lắm. Giờ trưa trưa là siêu nóng luôn. Cho các bác ngắm cảnh tí. Bây giờ em Dương cũng chuẩn bị đi về rồi. Vẫn còn những cái cây rất lớn. Vào ngày chợ ở đây là tắt đường luôn các bác ạ. Thấy giống như là mua xi à. Đồng bào người Mông. Em Dương bắt sống thoải mái các bác nha. Ở đây là nhìn rõ nhất này. Nhìn hết luôn khu chợ. Trong này vẫn có một số nhà này, một hai nhà các bác ạ. Cho các bác xem này, tích chân núi kìa, có một nhà hai nhà. Rồi, cả năm là cũng chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã theo dõi và quan tâm những thước phim của A Thám TV. Dưới này là một con đường đi vào miếu ông miếu bà. Đấy, dần cho những đôi vợ chồng cũng như là những đôi tình yêu siêu đẹp đi bộ trò chuyện ở dưới này. Đi lên mà trên kia là cầu tình yêu. Đấy. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bác trong những thước phim tiếp theo nhé.